trong kinh doanh thực phẩm đông lạnh hoặc thực phẩm tươi sống, đặc biệt là những cửa hàng thực phẩm tự chọn, quán ăn, quán nhậu. Nhà hàng việc trưng bày thực phẩm cho khách hàng tự chọn là một điều tất yếu và có thể là yếu tố thúc đẩy quá trình bán hàng thực phẩm tự chọn. Sau đây, công ty điện máy Tân Bình xin giới thiệu một số dòng tủ mát, tủ đông mềm chuyên dùng trưng bày thực phẩm tự chọn. Đối với cá biển, bạn nên chọn dòng tủ có chất liệu bằng inox 304 để không bị rỉ sét trong quá trình trưng bày, vì trong cá biển có yếu tố muối, mà muối thì ăn mòn kim loại, nên những dòng tủ có chất liệu bằng sắt kẽm sẽ bị ăn mòn. Đây là dòng tủ mát mini có khay, loại đặt trên bàn, thích hợp cho quán nhỏ, hoặc đặt ở quầy cho khách tự chọn thực phẩm, có kính phía trước, cửa lùi phía sau. Có thêm một tầng bên trên để bỏ thêm một số gia vị ăn kèm. Còn tủ này cũng là một dạng tủ mát mini đặt quầy, ba dạng này nhìn thông thoáng hơn, tủ đặt trong máy lạnh để không bị mờ kính, vì kính chỉ có một lớp. Bạn đang xem dòng tủ dạng đứng, tủ này rộng rãi hơn, làm lạnh bằng quạt gió nên nhiệt bên trong sẽ đều hơn, không bám tuyết. Kính có sấy nóng không bị mờ khi hoạt động. Tủ này là một biến thể của tủ hồi nãy, chức năng y chang, nhưng đây là tủ dạng kính vòm. Một số khách hàng sẽ thích dòng kính cong hơn kính vuông. Tủ này thì VIP hơn, đây là dạng tủ mát có 3 tầng, không có cửa. Nhiều siêu thị và nhà hàng thích dòng này vì khách tùy tự lựa chọn thực phẩm bên trong. Còn đây là dạng tủ cửa lùa sau, kính cong phía trước, mẫu mã đẹp, kết hợp vừa kính cong và cửa lùa, tạo dạng vẻ sang trọng khi trưng bày thực phẩm. Còn đây là dạng tủ đông mềm nằm ngang, có 3 mặt kính phía trước và cửa lùa bên trên. Nhiều khách hàng lựa chọn dòng tủ này để trưng bày thực phẩm tự chọn. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất, liên hệ số Zalo trên màn hình để được tư vấn. Điện máy Tân Bình nhận sản xuất tủ theo mọi yêu cầu, có một số dòng tủ qua sử dụng hoặc là hàng trưng bày trong siêu thị chưa qua sử dụng, truy cập website điện máy tân bình.com.vn để tham khảo giá bán các dòng sản phẩm tủ mát trưng bày.